tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự quan tâm của mọi người là động lực sáng tác của tôi, tôi sẽ cố gắng kể tốt từng câu chuyện. Chương 1 Chương 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Chương 02 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Chương 03 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 4 Chương 04 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 5 Chương 05 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 6 Chương 06 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Chương 7 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Chương 08 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Chương 09 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Chương 10 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.